chất hơi ma một xíu và cũng lạ lắm đối với khán giả nên đáng cố gắng. Như nhóm vừa chia sẻ lúc nãy thì khi mà sách và cuốn truyện ra mắt thì nhóm không ngờ là cái hiệu ứng khán giả lại đón nhận nhiều tới như vậy, đã cháy hàng trong lúc đầu tiên luôn. Thì thực ra thì nhóm làm cái dự án này muốn đem tới cho người hâm mộ như nhóm đã nói thôi, còn về thành công của bài hát thì nhóm sẽ chưa từng mong chờ điều gì, chỉ mong là các bạn hãy đón nhận hâm mộ của Zeo Nai, phải luôn như Zeo Nai như vậy và đón nhận Zeo Nai sẽ phát triển và ngày thành công của tương lai sẽ thôi. Tới thì có lẽ cái ca khúc này thì Zeo Nai sẽ có thể là sẽ có những cái món quà đặc biệt hơn sau những cái cuốn album và cuốn tự truyện này, có thể là nó sẽ quay bí mật cho mọi người, có lẽ là như bạn cũng nói các bạn sẽ phải hút luôn bí mật thôi, còn đâu luôn biết nha. Rất mong là tất cả các khán giả, tất cả mọi người yêu mến Zeo Nai hãy ủng hộ cho album của Zeo Nai cũng như là quyển sách của Zeo Nai đã ra mắt trong thời gian này nha. Và cũng mong là các bạn hãy đón nhận hình ảnh Zeo Nai chủ nhật hơn trong tương lai nha. Xin chào, chúng tôi là Zeo Nai. Đây vô chụp cho em tấm hình đi đây. Thật ra khi mà dự án này được anh Huy thì tụi em cũng rất là thích thú, bởi vì lần đầu tiên nhóm được là chính mình trong một cái nhân vật viễn tưởng, bởi vì cả bảy thành viên Zeo Nai đều rất thích những cái phim mà siêu anh hùng. Thì khi mà nghe anh Huy nói là sẽ viết cho tụi em một cuốn truyện phong cách fantasy và tụi em sẽ được hóa thành những anh hùng, thì thật sự là tụi em rất là hào hứng luôn. Và khi mà cầm được quyển sách trong tay rồi á, trời ơi, cảm thấy rất là sướng. Mình nhân vật cuối cùng thì mình cũng đã được hóa thành một cái anh hùng mà kiểu như hồi nhỏ mình hay mơ mình là siêu nhân á. Sau khi mà xem xong những cái quyển truyện đó, như là em thì sẽ có chức năng là nước, còn anh Han thì sẽ có chức năng là thiên nhiên, và anh Kaji thì sẽ có chức năng là lửa đó, chẳng hạn như vậy. Tốc độ em chưa đọc tới cái đó, tại vì là trình của nhóm hiện tại thì đang phải tập trung cho rất là nhiều giải khác nhau, nên là nhóm vẫn chưa có cơ hội để đọc hết được quyển truyện. Nhưng mà trong tối hôm nay thì em hứa với anh Huy là em sẽ đọc hết cuốn truyện đó. Tại vì anh chị các bạn không biết cái vai diễn vô của các bạn là bởi vì em giấu cái kịch bản này, cái nội dung sắp cho tới lúc ra mắt luôn, ngay cả anh Toàn cũng không biết luôn. Là các anh chị có thể các bạn hoàn toàn mới mà không biết gì hết. Dạ, hy vọng là sau khi mà mình đọc rồi thì mình có những cảm nhận. Rồi một thành viên mà chia sẻ với Phong Linh là em đọc gần hết rồi, gần tới cái đoạn gây cấn là Sen nè. Bạn có cảm nhận gì? Lần đầu tiên thì chắc em phải cảm ơn anh Ray Đoàn Huy và anh Thần Nhung Thô. Tại vì khi mà nghe là anh Ray làm một cuốn fantasy khi mà vẽ trong tụi em đó, thì khi bản thân em thôi, khi mà em đọc cái cuốn truyện đó thì mình được hóa thân là một cái nhân vật trong đó, thì điều đầu tiên là khi mà em đọc trang đầu thôi em rất là buồn cười luôn, tại vì anh Ray đã cho em vào ngay trang đầu tiên rồi. Đúng rồi, và anh Ray đã cho, và khi đọc em cảm thấy là rất là thú vị, tại vì mình thấy chính bản thân mình trong đó mà anh Ray viết nhân vật của em là y chang em ngoài đời luôn. Ý như là sao anh xéo sắc rồi. Đúng rồi. Cái gì mà anh mắt sắc đá rồi mặt câu có rồi vậy. Anh Ray nói với em rất là đúng. Thì khi mà đọc thì em đọc đến cũng em là cái người mà đọc
thâu đêm thức sáng câu chuyện đó luôn. Thì em đọc nửa trang thì em thấy là ông nửa nổ cuốn chuyện rồi. Thì em thấy thật sự là rất là thú vị luôn. Và em cũng muốn nói mọi người là mọi người hãy về đọc chuyện của Zero Nine đi. Tại vì em thấy là giống như là một vũ trụ Marvel phiên bản Việt Nam rồi đó mọi người ơi. Yeah, những tràng pháo tay đó là chứng tỏ các bạn Circle sẽ đọc cuốn sách ngay khi mà sở hữu nó đây. Vậy thì mình chia sẻ một tí xíu về sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng với cuốn sách này là album Major của mình đi. Nếu mà nói về sản phẩm âm nhạc Major này của Zero Nine thì vì sao lại được ra mắt chung với quyển sách của Zero Nine là bởi vì quyển sách thì nó tượng trưng cho một cái gì đó trẻ con và những nhân vật trong đó sẽ dần dần cải thiện bản thân và lớn lên từng ngày trong cái cốt truyện đó. Còn nói về những album Major thì nó sẽ đại diện cho hình ảnh trưởng thành của Zero Nine cả về ngoại hình, cả về âm nhạc. Zero Nine sẽ không tự chối mình trong khuôn diện và trap hip hop nữa, mà Zero Nine sẽ thử sức với lại như là Latin, Funky và sẽ chuyển mình nhiều hơn trong thời gian tới để cho mọi người có thể thấy được hình ảnh của Zero Nine thật là nhiều góc cạnh và Zero Nine sẽ làm thật là tốt những cái nhiệm vụ đó. Dạ, và hy vọng rằng sản phẩm âm nhạc này nó cũng đánh dấu một cái khoảng thời gian rất là ý nghĩa vừa qua để chúng ta có thể chuyển mình và mang tới những hình ảnh mới mẻ hơn nhé. Một tràng pháo tay để cảm ơn những chia sẻ rất dễ thương đến từ các thành viên của Zero Nine. Và trong đúng cái thời điểm này mà các bạn đã làm được như thế là chúng tôi thực sự rất là chúc mừng. Vừa rồi một cái tiết mục của các bạn diễn tôi thấy rất là dễ thương. Phải nói là nó mang một cái là rất là trẻ. Và ngay cả cái nội dung bài hát nó gần gũi, mà đến tôi nó thật là nhà báo lão thành rồi nhưng mà vẫn hội nhập được. Thì đấy là cái mà các bạn đã là đánh vào trong cái tâm lý và cảm xúc của người xem. Thì chúc mừng các bạn. Nhưng tôi có một cái hỏi như thế này. Tại sao đây là 7 bạn đúng không ạ? Nhưng quyển sách của mình là chỉ có 6 người mà tôi nói thật sự là tôi cũng không thẩm định được là mặt bạn nào là ở đâu. Đấy như thế nào, nhưng mà tại sao lại thiếu một bạn là tại sao? Là tác giả của thiết kế và nội dung. Thì tôi cũng rất là không hiểu là thế thì rất là thương cái bạn mà thiếu còn lại thì không biết tại sao lý do là như thế nào. Đấy là câu hỏi thứ nhất cho cả cả bạn thiết kế và bạn viết sách. Cái câu hỏi thứ hai là trong thông cáo báo chí thì các bạn nói là đa số những cái bài ca khúc của các bạn là các bạn tự sáng tác đúng không ạ? Thì đấy là một cái điểm mà đúng là rất riêng và rất hiếm để các bạn sẽ tồn tại lại ở trong cái làng nhạc ở Việt Nam, chỗ đứng ở Việt Nam. Thì sắp tới thì các bạn có những cái dự kiến gì ngoài những cái tác phẩm các bạn tự sáng tác thì các bạn có hát những cái ca khúc của các tác giả khác hay không? Và xin chúc mừng các bạn và mong rằng các bạn sẽ chuẩn bị cho cái tiết mục ở sắp tới, các bạn là khách mời để các bạn tham dự cái giải thưởng ở Hàn Quốc. Xin cảm ơn và chúc mừng các bạn. Dạ, xin được cảm ơn những tình cảm của chị và chắc là em xin mời anh Ray chia sẻ trước ha. Đầu tiên em cảm ơn chị đã dành rất là nhiều lời có cánh cho em cho nhóm và em xin phép trả lời câu hỏi của chị là vì sao mà cuốn sách của mình cái đây có 7 thành viên mà lại thiếu mất một thành viên. Thì do là cái cuốn sách của tụi em nó kéo dài, dự án nó kéo dài từ tháng 5 2018 cho đến kết thúc là khi mà em hoàn thành cái quá trình viết là vào ngày em nhớ chính xác đó là ngày 25 tháng 12 2018, bởi vì cái ngày đó là cái ngày live show của nhóm. Vì trước khi mà em đi xem live show của nhóm là em đã đặt bút là xong tất cả mọi thứ hết rồi và bắt đầu chuyển sang cho họa sĩ thiết kế. Thì ngay thời điểm đó thì Zero Nine vẫn chỉ có 6 thành viên, chưa có bạn Randy. Thì rất là tiếc khi mà từ cái khoảng thời gian mà gửi bản thảo rồi tạo hình rồi cho tới lúc phát hành thì rất là nhiều thời gian. Do đó là cái tác phẩm tụi em không thể chỉnh sửa được nữa, bởi vì tụi em đã chỉnh sửa ít nhất là 2 lần đến 3 lần về các tình tiết. Do các anh chị biết là tụi em cũng có sự xáo trộn thành viên, do đó là tụi em cũng đã chỉnh rất là nhiều về nội dung. Thì lý do em nghe em trình bày là do là thời điểm mà xong sách á thì Randy chưa xuất hiện thì cũng rất là tội Randy. Nhưng mà em hứa nếu như có, nếu như mà chị Chi bên Chi Bút mà nếu mà ưu ái tụi em làm tiếp quyển thứ hai thì em hứa là sẽ có Randy và sẽ có thêm nhiều nhân vật lạ hơn nữa Em xin cảm ơn Và bổ sung ý kiến của anh Ray thì hãy lần xin nói một điểm nữa là Zero Nine sẽ đánh dấu sự phát triển trưởng thành của Zero Nine. Thì Zero Nine sẽ tự sản xuất, tự sáng tác và tự hát ca khúc của chính mình trong album sắp tới và sau này nữa. Nếu có tính dự
định một cái tour để mình giới thiệu cái sản phẩm này không? Tại vì mình hiện nay hôm nay mới ra mắt thì có những cái nơi thường mọi bây giờ có những cái khi ra mắt sách thì người ta hay làm một cái tour để mà giới thiệu cái sách này những nơi mà giống như là phố sách đồ đó, thì mình có dự định đấy không? Và ví dụ như những cái bạn mà muốn tìm cái đọc cuốn sách này thì mình sẽ mua ở đâu? Và thứ hai là cái giá nó như thế nào để các bạn có thể tìm và mua? Dạ, xin được cảm ơn anh ạ. Em xin hỏi anh Ray ạ. Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh và em xin phép trả lời. Là như các anh chị cũng biết là em đã từng một tác giả rất là nhiều sách, và em là một tác giả nhưng tác giả lừa nhất Việt Nam này, thường là ký tặng là em trốn ở nhà không bao giờ đi ra. Và nhưng mà lần này thì để làm việc quảng bá cho sách của nhóm Zero Nine thì em chủ động cùng kết hợp với bên nhà phát hành là chị Chi Book, chị Chi với Chi Book là làm việc, là sẽ có ngoài buổi ra mắt hôm nay sẽ còn cái buổi ký tặng ở Hà Nội vào ngày 17 tháng 8 và vào ngày 31 tháng 8 thì em sẽ có một cái ngày, một cái buổi giao lưu hát hò vui vẻ và ký sách ở đường sách. Cảm ơn anh. Dạ, anh ấy muốn hỏi thêm về những cái kênh phân phối của mình và giá phát hành. Dạ, hiện tại thì giá phát hành của tụi em là 89.000 cho một quyển sách kèm CD và 6 postcard. Thì kênh phân phối tụi em là ngoài các hệ thống nhà sách trên toàn quốc thì tụi em còn còn có những cái hệ thống cái kênh online để mà các fan, các anh chị, các bạn có thể thuận tiện hơn trong cái việc là sở hữu album. Và đặc biệt là tụi em sẽ có một cái bản Deluxe Edition, tức là cái bản mà các anh chị đang cầm trên tay là có hộp á. Tại đây là cái phiên bản đặc biệt và chưa được bán ở đâu hết và chỉ là quà tặng đặc biệt trong cái buổi ngày hôm nay thôi. Thì cái bản này tụi em sẽ mở bán trong một cái khoảng thời gian chắc cũng hơi lâu một tí. Nhưng mà cái bản này đặc biệt hơn là so với cái bản bản gốc là có sách và CD để tạo một cái thế gọn nhẹ khi mà di chuyển, để mà giảm giá thành xuống cho các bạn circle dễ mua. Thì tụi em sẽ có hộp này, tụi em sẽ có một cái hộp và booklet ảnh của nhóm, và tức là cái hộp nó sẽ hoành tráng hơn và có nhiều thứ để các bạn khám phá hơn thay vì một cái bản standard là một cái bản tiêu chuẩn. Cảm ơn.